Thưa quý vị, vào chiều nay thì nhiều quận huyện tại thành phố Hà Nội đã có mưa rào lớn gây tắc đường. Thông tin chi tiết về trận mưa này thì chị Việt Hà sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Xin mời chị Hà. Dạ vâng ạ, cơn mưa thì bắt đầu từ khoảng 3 rưỡi chiều và kéo dài khá lâu, trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ ạ. Và trung tâm thành phố thì nằm trong vùng có mưa to nhất, trời có mưa nặng hạt cũng khiến cho việc di chuyển của mọi người gặp nhiều khó khăn. Không riêng tại Hà Nội mà nhiều nơi khác ở khu vực đồng bằng hay là ven biển như là tại Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình hay là lên tới khu vực vùng núi như là tại Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La và Hòa Bình thì cũng nằm trong vùng có mưa to, tương ứng với có màu xanh và màu vàng trên ảnh radar. Vùng hội tụ gió trên mực 5.000m thì dự báo là sẽ còn gây ra mưa dông rải rác cho khu vực miền Bắc trong đêm nay và sáng sớm mai, với lượng mưa phổ biến tại đây sẽ trong khoảng là từ 10 đến 30mm và thậm chí là một số nơi ở khu vực vùng núi thì có thể sẽ xuất hiện mưa to lượng trên 70mm. Bà con hãy cảnh giác với nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá khi mà thấy nơi mình sinh sống có mưa to liên tục từ 1 tiếng trở lên. Sang ngày mai thì hội tụ gió sẽ suy yếu, miền Bắc mưa giảm dần. Trong ngày thì trời sẽ có nắng mây đan xen, nhiệt độ toàn miền phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ C. Chỉ một số nơi như tại Hải Dương, Bắc Ninh thì khá nóng, 33 độ C. Còn với các khu vực khác, từ Hà Tĩnh trở xuống tới Bình Thuận, tại Tây Nguyên hay là Nam Bộ thì cũng trong giai đoạn mưa nhiều. Cảnh báo chiều tối và đêm nay thì mưa sẽ xảy ra trên diện rộng với lượng mưa tại đây là từ 20 đến 40mm và cục bộ có một số nơi mưa rất to trên 100mm. Các sườn đồi núi, khe suối nhỏ ở Trung Bộ, Tây Nguyên thì có thể sẽ xảy ra sạt lở đất hay là lũ quét. Ngoài ra thì mưa cấp tập trong thời gian ngắn còn dễ gây ra tình trạng ngập úng tại những khu vực trũng thấp, khu đô thị bao gồm có thành phố Hồ Chí Minh. Một thông tin đáng chú ý khác đó là hiện nay thì mực nước vùng hạ lưu các sông tại Nam Bộ cũng đang lên theo kỳ chiều cường rằm tháng 9. Dự báo mực nước chiều sẽ lên cao nhất vào các ngày từ 18 cho đến 20 tháng 10. Tại trạm Phú An và Nhà Bè của thành phố Hồ Chí Minh sẽ vượt mức báo động 3 từ 10 đến 15cm. Còn với khu vực miền Tây Nam Bộ thì tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu hay là trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền có thể sẽ vượt mức báo động 3 từ 20 đến 40cm. Đây là đợt chiều cao trong năm, cảnh báo ngập úng sâu và diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông hay là ven kênh rạch. Bà con những vùng mà thường bị ngập do chiều thì nên chủ động kê cao đồ đạc, gia cố lại các đoạn đê bao bờ bao thấp, đề phòng với sạt lở và vỡ đê bao. Chuyển sang phần dự báo chi tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Hồ Chí Minh tối nay có lúc có mưa to, 24 độ C. Ngày mai thì mưa sẽ tập trung về chiều và tối, cảnh báo mưa to kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Thành phố Đà Nẵng trong đêm nay có lúc có mưa rào, 25 độ C. Ngày mai mưa tiếp tục xảy ra ngắt quãng với nhiệt độ trong khoảng 32 độ C. Thủ đô Hà Nội đêm nay có mưa rào, 25 độ C. Ngày mai mưa có thể xuất hiện sáng sớm. Trưa và chiều trời nắng với nhiệt độ tăng lên 32 độ C.